Xin chào anh em, clip này mình sẽ làm khẩu M41S Quan Vũ. Vâng, nhắc tới cái chữ Quan Vũ là chúng ta lại nhớ đến Quan Công. Không biết là hai ông này có họ hàng gì nhau không, nhưng mà thực sự là hai ông ấy là một đấy. Quan Vũ thì tự là Vân Trường, người ở đâu thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn là đéo phải Việt Nam rồi. Úi giời. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại lịch sử một chút và không bàn luận về súng nhiều nữa. Nói chung con này nó không khác gì mấy khẩu M4 VIP kia, nhưng mà thì mình thấy là bắn không được ngon bằng Transformer và 4 bit đâu. Chẳng qua anh vừa tờ cờ anh ấy đưa về và sơn màu lại các kiểu thôi. Đấy, ông này là một vị tướng có thật trong lịch sử Trung Hoa anh em, ở thời Đông Hán, và có công rất lớn trong việc thành lập nhà Thục Hán với hoàng đế đầu tiên chính là Lưu Bị đấy. Vâng, nếu anh em nào hay coi Tam Quốc Diễn Nghĩa, mình cũng là một fan của Tam Quốc Diễn Nghĩa đây, của La Quán Trung, thì ông cũng là một người đứng đầu trong ngũ hổ tướng bao gồm là Quan Công, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Mã Siêu. Ông là anh em kết nghĩa của Lưu Bị và Trương Phi ở cái ôi trời ơi ở cái vườn đào thì anh em biết rồi đấy. Mày ra đây, thằng kia. Lưu Bị sai ta đến giết ngươi. Mà thằng này không biết thằng này là Tào Tháo hay là cái gì đây. Nếu bạn nào hay đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa hoặc coi video thì các bạn có thể biết được hình tượng của ông rồi. Ông với mặt đỏ này, râu dài, tay cầm thanh long yển nguyệt đao, hoặc là cưỡi voi, cưỡi ngựa xích thố. Quên, mình lại nhầm đến con voi của Hai Bà Trưng. Ông này mặt đỏ nhưng bây giờ đế cũng máu đỏ luôn rồi. Cái con ngựa xích thố đấy là ngày trước là của ai nhỉ? Để mình nhớ lại, Nhân Trung xích thố, mã cái gì? Nhân Trung Lữ Bố, Mã Trung Xích Thố. Cái con ngựa này là của Lữ Bố ngày xưa cơ, được cha nuôi của Lữ Bố là ai nhỉ? Ông ấy mình quên mẹ tên. Không nhắc ông này nữa. Rồi tiếp theo là thanh long, thanh đao của ông này là nặng tận 69 cân của ông nào ấy, 82 cân hay sao ấy, nhưng mình nhớ không nhầm thế, giang hồ đồn vậy thôi, mình không biết gì cả. Không biết anh em thì thích vị tướng nào nhất của ngũ hổ tướng của Lưu Bị. Tuy nhiên thì mình lại thích nhất là Triệu Vân, Triệu Tử Long. Ông là một người trung thành, khiêm tốn, trí dũng song toàn, văn võ đều là ok hết. Và đặc biệt là ông là người có hậu nhất trong số ngũ hổ tướng. Rồi. Tuy nhiên thì chức vị của ông trong nhà Thục Hán thì không cao. Thế mình nghĩ đấy là một cái chiến lược chính trị của Lưu Bị thôi. Ôi trời. Còn về Quan Công ấy thì ông là một người cực kỳ là phi thường và đứng đầu toàn quân. Phải nói là ông ấy có sức mạnh phi thường và được xưng là thánh võ trong nền võ học của Trung Hoa. Tuy nhiên ông có một nhược điểm là hơi kiêu căng và ngạo mạn một chút. Đó là một điều mà làm cho ông bại trận cuối trận kia, mình không nhớ là trận gì ấy. Ở đợt đó là Tôn Quyền đã hạ ông ở trận cuối cùng của ông và đưa thủ cấp của ông đến cho Tào Tháo. Tuy nhiên thì các bạn biết rồi, Tào Tháo đối với Quan Công thì cũng không bao giờ đối xử tệ. Thì ông đã một lần tha cho Tào Tháo ở trận nào người ta quên mẹ rồi, lâu không đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa quên hết luôn. Và sau đó thì có một đợt là Quan Vũ chặn được Lưu Bị ở trận sau, tuy nhiên ông đã thả cho Lưu Bị đi. Đợt đấy thì Gia Cát Lượng cũng đã đoán trước rồi, Tào Tháo ấy chưa đến ngày tận thế, cho nên là sau đó thì Quan Công trước đã hứa với Lưu Bị là nếu gặp được Tào Tháo thì sẽ giết ngay vào luôn. Tuy nhiên sau đó ông đã không làm được vì tình nghĩa ngày xưa mà Tào Tháo đã tha cho mình một lần. Ngày trước thì ông Tào Tháo này, ông Quan Vũ này cũng rất là bá đạo, một mình là vượt Nam Hải và chém 6 tướng của Tào Tháo luôn. Và thực sự đây là một điều mà khiến Tào Tháo muốn Quan Công về với đội của mình. Đấy, em hãy về với đội của anh, hột xoàng thì có hết. Còn về với đội Lưu Bị chỉ có đi dép tổ ong thôi. Con trai của ông này cũng có hai đứa, nhưng mình cũng không thấy là kiểu như con cái của mấy vị tướng hay là vua sau này nó cũng không khá là phế phẩm. Đấy, cái đời ôi trời ơi 99 giọt. Cái đời về sau của Tào Tháo ở của Quan Công thì còn có cả Quan Thắng ấy, anh em nào hay coi cái tiểu thuyết gì nhỉ? Thủy Hử ấy, thì sau này Quan Thắng là cũng ná như Quan Công vậy. Và bây giờ thì hậu duệ của Quan Công là Quan Tài. Rồi thanh niên làm gì đây, rút lục. Vâng, một pha xử lý rất là công kềnh đến từ Hưng Qua. Vâng, anh đang nhét và đút. Vâng, ui rồi anh làm cái nồi gì đây, cái này thì thốn rồi, chết luôn. Rồi chuyển phòng thôi anh em, tiếp tục mình sẽ làm một cây Barretta Dragon UGS. Rồi đâu, ok, bay qua đây, ném bom á, bay qua, này bay qua đâu,
Lúc trước mình định làm một lúc là hai cái súng cho một clip cơ, tuy nhiên thì quên mất là đem có một súng trong ba lô thôi. Thôi chúng ta tạm thời bỏ qua ông Quan Vũ đi. À, tao thấy mày rồi Ngọc Trinh nhá. Thỉnh thoảng cái CF này nó hơi đi điên, làm một chút là FPS nó tụt xuống rất là nhiều, rất là bực. Không hiểu sao cái thằng VTC làm ăn như ngu vãi trưởng, chỉ biết hút máu thôi. Lâu lâu mình làm clip chẳng qua cho vui vui, phục vụ cho các bạn xem, chứ thực sự game bây giờ nó cũng nhạt lắm. Nên anh em hiểu là mình chỉ làm một hai trận thôi thoát luôn, cũng có làm nhiều. Rồi. À, đánh giá sơ sơ một chút về cây M41S Quan Vũ kia thì mình thấy nó bắn cũng tầm tạm thôi, chứ chưa ra dáng gọi là VIP cho lắm. Đường đạn nó cũng không được ok lắm. Nói chung khẩu này nó chỉ dành cho gọi là những bạn là thích sự màu mè thôi. Nếu mà mình thấy nó thiết kế nó chưa đậm chất gọi là hào hùng cho lắm, nó đậm chất trẻ con nít hơn. Rồi kè đây mãi không thấy ai cả. Cái còn con Barret Chao Dragon UGS này là một nỗi thất bại của Durex luôn. Thực sự bên nước bên Trung Quốc thì tên của nó là Noble Gold, tuy nhiên thì về Việt Nam thì nó lại đổi thành UGS. Anh em biết mà, về Việt Nam nó đeo treo đầu dê bán thịt chó cũng được thôi. Cái định mệnh bọn này nó kiểu như nó trêu mình hay sao ấy. Chạy thì kiểu như bước nhảy hoàn vũ không bằng. À đây. Ôi trời ơi. Ông M16 không vào la liếm, kinh quá cơ. Bây giờ thực sự là mình muốn kiếm map khác nhưng mà toàn chạm bắt sóng thôi, khổ quá. Không biết kiếm cái map gì nó khác tí. Zombie toàn hoàng lăng, toàn nhảy qua nhảy lại cầm súng giết zombie chán vãi trưởng. Bên chạm bắt sóng đặt bom suốt ngày chạm bắt sóng cũng hơi chán. Đấy, không phải như ngày xưa mình thấy map đa dạng vãi luôn á. Đặt bom toàn map là lạ thôi. Và bắn vui. Bắn CSM team 8855 với nhau nữa, gọi thực sự là khá là công bằng. Và thời những thời là VIP khá là ít hoặc là không có VIP cơ. Và nếu bạn nào thích chơi công bằng cứ vào default mà chơi có 1-1, gọi đậm chất đột kích luôn. Ngày xưa đáng lẽ đột kích nó theo kiểu eSports như bên CSGO ấy. Nhưng mà thực sự là hơi tiếc, vào tay một nhà phát hành khá là tệ, chỉ biết hút máu thôi, không quan tâm đến lợi ích của game thủ. Và nói chung là nó bay vào tay của cái thằng Tencent của Trung Quốc là nát như thương luôn. Game free mà, nói chung cũng không trách được. Thôi kệ mẹ đi. Nhưng các bạn nào muốn sự công bằng hãy chơi những game free to play nhá. Còn những game pay to win như này thì chơi cho vui thôi, chứ đừng có đam mê vào nó sau này là hối hận đấy. Cái đỉnh mệnh. Theo mình nghĩ nha, đây lấy khẩu Barret nó đã được đưa vào Photoshop và nó đã kéo màu lại. Ui rồi nát luôn. Vừa nãy bắn con hay lắm, giờ hổ báo cáo trồn ăn nguyên cầu lựu đạn vào mồm. Vỡ mồm con trong sồm luôn. Ở bên mình thủ kinh quá, không chịu xuống. Một người slip là được rồi. Đây 3-4 đứa slip luôn. Đấy đấy, thằng Barret nó đã như một vị thần trên. Kiểu như là thế giới này là của bố mày, cho bố mày đứng ở trên đấy. Hai đứa đứng trên nhà luôn. Khiếp thật đấy. Móc đi cho coi này. Trời, hành lang cũng có, nước cũng có. Ui dồi, trước mặt cũng có. What the hơi. Nhiều khi sống xa anh chẳng dễ dàng của bảo anh. Ôi thằng, ui dồi, đâu ơi. Kinh quá. Đậu ma thanh niên lên đã nhanh. Rồi một thanh niên, trời ơi, Barret đẹp đấy. Ngày xưa đây là một niềm ao ước của biết bao nhiêu thế hệ anh em, từ già đến trẻ, mà từ thành thị đến nông thôn, từ sân golf đến sân bóng đá. Rồi, anh đang nhòm nhòm gì đấy. Vâng, một thanh niên Okami. Vâng, nhưng mà chết mẹ nó rồi. Chết mẹ nó Okami luôn rồi. Một dân chơi đang cầm vác KC. Vâng, anh nghĩ ở đây có zombie hay sao? Mình nghĩ đây có hàng đấy, anh em hãy đáp bom mà đáp bom á. Mày sống lại mày đáp bom hộ bố mình cái.
Ôi khói mù mịt quá. Mình đang lạc trôi về chỗ nào đây? Hơi buồn một chút là mấy khẩu Barrett về sau, nếu mà tính bóng vật ấy, nó cũng chả có gì thay đổi ngoài cái skin. Con thì update này thì nòng ngắn, update sau thì nó lại nòng dài. Khổ thật ấy. Chứ có cái update nào nó không có nòng. Không biết nào khi nào trong PUBG nó có Barrett thì thôi nhỉ. Bắn một phát chết luôn. Mày đi đâu? Rồi chạy hết rồi, thoát rồi. Còn bên kia còn 5 đứa nữa. Làm ăn gì? Nhòm. Thoát rồi này, thoát rồi này. À, không thoát à? Vẫn chạy cối lắm. Đâu ấy, đâu ấy. Chú cha. F về B hết rồi, chắc nó ở B rồi. Thôi có lẽ clip mình cũng xin kết thúc đây thôi. Hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo. Ở chờ thằng kia cũng lựu đạn nè, né đi. Né, ôi trời, ăn lựu đạn luôn. Bảo né thì đéo né.